đi rồi đi. Thì nó có nhiều lối đi về một tuyến và có thể nhiều tuyến khác nhau. Thì Hà Nam có 7 tuyến hành trình. Đấy, tuyến này mình là tuyến dài thứ hai, và đâu người ta có thể đi 8 tuyến hay là cả ngày thứ hai là 2-3 tuyến hành trình. Đà Nẵng.
Rồi chắc phải chạy thử đi ra chưa lấy quần áo cho nó mới chạy chuẩn ơi không không chứ nhanh biết bơi thế à biết bơi chứ chuẩn này I can't have a tune. I can't have a tune. Okay, so you don't know yet, you are. That's right. I don't know. I don't know.